Hello, chị Lập TV8 đây. Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay chị Lập TV8 ở kho đỗ đây. Sáng nay thì mưa suốt buổi sáng các bạn. Mưa không ngớt tí nào thôi. Mưa từ lúc 5 giờ sáng đến bây giờ là 10 giờ rồi. Đây, thời tiết thì đang mưa đây. Hiện tại là chết đói rồi. Mưa này là chết đói các bạn nhé. Quý vị và xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ của chúng ta nhé. Vậy mưa này thì không làm ăn được gì các bạn. Đây em ra em quay cho tất cả quý vị các bạn cùng xem. Để các người đi chợ bán hoa này các bạn này. Đấy, mưa này thì không làm ăn được cái gì. Đấy, hôm nay giờ chị bán lò chả đây. Bán hàng mà có mưa này thì không biết là bán cái gì đây. Tất cả mọi người dân đang chợ thì mưa suốt từ 5 giờ sáng đến giờ các bác nhá, bây giờ là 10 giờ chưa rồi. Để chị bán hoa đây, hôm nay là 30. Mai là mùng 1 tháng 8 đấy. Để hoa đây các bác này. Quý vị và xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Đấy, em quay một góc chợ cho các bác cùng xem. Hà Nội ngày mưa gió đấy. Để các bạn nhìn xem bán hoa này thì đấy. Bên này là chị bán giò chả. Đây. Như này thì ai mua ship về. Đây, ai mua ship về đây. Đây mưa suốt như này suốt từ sáng rồi các bác này, nước mưa đây. Quý vị và xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Đây còn là xe của em đây các bác này, bắt chiếu rồi đi. Hôm nay thì không làm ăn được gì các bác. Đấy, mưa này thì em không chờ được hàng. Đấy, kho đỗ đây. Hôm nay thì chắc toàn miền Bắc mưa rồi các bạn. Em thì hôm nay không chờ hàng. Chắc đã nào ngớt ngớt mưa thì mới chờ. Để quý vị xem nhớ cho em một like nhé. Và một đăng ký kênh. Để ủng hộ tinh thần cho kênh của em càng ngày càng phát triển nhé. Từ Lâm TV8A xin chân thành cảm ơn. Đấy, bên ngoài đây là những người đi chợ bán hoa. Như là bạn ấy thì buổi sáng này mưa này thì hoa còn rất nhiều. Rồi em ngồi đợi mưa để ăn trưa thôi. Tại mưa đây khó quá. Mưa không ngớt.
đấy, che xe lại có là mưa không không chạy được. Để quý vị vào xem nhớ cho em like và một đăng ký kênh nhé. Đứng đây nó ăn bắt được. Đấy quý vị và xem nhớ xem một like và một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ tinh thần cho kênh của em ngày càng phát triển. Đây hoa đây, chợ thì không có bóng người, chết đói rồi các bạn. Đây em ra quay một vòng nữa cho các bác xem. Hôm nay thì Hà Nội thì nhiều chỗ ngập. Để các bác nhìn đây. Bên kia cô bán hoa. Để rất nhiều hoa này. Ngày hôm nay nữa là hết tháng 7 các bác nhá, hết tháng cô hồn. Đây là chợ, đây là chợ Cái Chân. Và bây giờ thì Trần Lập TV83 xin phép kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video kế tiếp nhé. Quý vị xem video nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lập TV83 nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn. Xin chào, trời đang mưa đấy các bạn nhé. Đợi nón ra đây quay cho các bác xem đây. Xin chào.